Alo, chào mừng quý bà con cô bác với anh chị em nhỏ đã trở lại kênh Chiến Xì Tin Dừa và Xì Tin Đen. Vừa hay tin giá xăng giảm thì giờ cho dù mưa bão đi thì chúng ta cũng sẽ đi đổ xăng nha, giảm được 410 đồng trên một lít. Rồi để mình vô mình hỏi xác nhận coi cây có giảm đúng không, mình mới đổ ha. Đang cây xăng Tân Hình Bình Bến Tre nè, mời vô nè. Đây cửa hàng Petro số 35 ha. Ủa hình đó thẻ được không ta? Điều chỉnh cho đứng gì? Đứng lên. Ở đây mình đi. Nó chạy không? Thằng mày là con. Xuống đi. Lấy cái thẻ. Chụp. Giảm rồi. Dạ. Đâu? Mắt em nhi. Nhi cha. Cha nhi. Đâm cho đầy luôn. Anh nghe. Anh nghe. Cha anh nghe. Anh nghe. Anh nghe cha. Anh nghe. Anh nghe. Anh nghe cha. Cha. Ở ngoài cha con nó ở trong miệng ngoài đúng không nghe. Ok. Cha. Cha. 1.400.000. 2.130. Tô lít là 43,385 lít. Rồi, ok. Cũng cắm cái mic lên không bật mic lên cũng ngồi đây. Chuẩn bị đi mua đồ chơi nè. Sau khi mà dầm mưa dãy nắng đi đổ thì đã được giảm rồi nè. Đây 32.760 cho xăng 95 nè. Đây. Tổng đổ là 1.421.290 đồng. Bơm. Đó. Bây giờ đổ bánh tre nè. Ừ, giảm rồi. Giảm rồi đúng rồi, bữa hôm gần 34 luôn mà. Đây. Ok. Đi vô đây Tân Hình Bình đây. Dầm mưa dãy nắng đi đổ xe đổ vậy là con đã được nhiêu đây. Nãy số lít nó là cứ nhân 450 đồng trên một lít á, giảm á này tới là như là nãy là 43.38 lít lận. Trời coi dữ vậy hả. 43.38 lít thì nhân ra là nhiêu, từ từ để qua đường hả, cũng muốn trăm mấy gần 200 ngàn rồi. Thì đúng là con đó là sau 4 giờ chiều chưa bác ra vào ngao thì này giống như vậy thôi. Sau 3 giờ chiều thì chưa biết giá xăng lên hay giảm. Bây giờ là 15:22 phút. Nhiêu? Được nhiêu? Chỉ có xe hơi mới nhờ 160. Tính thí dụ tính 40 thì 44 16. Xe máy thì đâu cần canh đâu, xe hơi đi, xe hơi mới cần canh thôi. Xe hơi đổ như đó bộn bạc luôn, đổ tiền triệu mà phải thanh toán bằng thẻ luôn, thanh toán thẻ trả sau luôn. Này cạn xăng đổ 43 luôn ha, đổ giá trị thật của nó luôn nè, cũng chưa cạn nữa, chuẩn bị chọn này nghe tin, còn chạy được 20 cây nữa, đứt luôn rồi. Ok, giờ tới đi mua đồ chơi cho thằng Tin nha.
Ok, chào và hẹn gặp lại mọi người ở đây sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ Chí Tiền Dừa và xin đến ngày mai.